Mình là Nguyên, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Đây là video đầu tiên trên channel của mình. Đây là nơi mình sẽ ra những video liên quan về sneakers, unbox và cũng có thể là quần áo nữa. Như các bạn đã đọc ở phần tiêu đề thì ngày hôm nay mình sẽ review những món đồ mình vừa mới pick up trong thời gian gần đây. GZ 500 Super Moon Yellow và một cái t-shirt mình vừa mới pick up được. Không biết thì mình nên review cái nào trước? A few moments later. Về cái hộp, như các bạn có thể thấy thì nó cũng không có nhiều sự khác biệt so với những phiên bản gì trước. Và theo mình nghĩ là điều khác biệt lớn nhất đó chính là số 350 được thay bằng số 500. Và ở hai bên hông này không có chữ Boost. Lần đầu mình thấy đôi giày này trên hình thì mình nhìn thấy nó rất là xấu. Và mình nghĩ mình sẽ không bao giờ mua nó. Mình cũng không hiểu tại sao Kanye West có thể thiết kế một đôi giày xấu như vậy được. Nhưng cho đến khi mình được nhìn thấy tận mắt nó ngoài đời, nó rất là đẹp và nhìn nó như một quả mè lửa vậy. Và điều là mình bất ngờ nhất ở đôi GZ này đó chính là nó không còn đế bút nữa, mà thay vào đó Adidas đã sử dụng một công nghệ khác, đó là Adiprint Plus cho phần đế giày. Theo mình thấy thì đôi GZ này được làm bằng rất nhiều chất liệu khác nhau, nhưng ở phần đế thì như được làm bằng hai chất liệu cao su khác nhau. Ở đây thì được sử dụng hai chất liệu, đó là mesh và da lộ. Còn về phần lưới gà thì mình nghĩ là da không lộ. Và bây giờ mình sẽ cho mọi người xem tổng thể đôi giày một chút. Đó là logo Adidas được thiết kế ở đây, ở đây. Và bên đây là Adiprint Plus. Và mình thấy thứ đẹp nhất trong đôi giày này so với những phiên bản trước đó chính là mình chưa từng thấy một cái lót giày nào đẹp và nhiều màu sắc như vậy, mặc dù không ai nhìn thấy. Các bạn có thể thấy đây là dòng chữ Authorized. Theo mình biết đây là một hãng chưa sản xuất lót giày. Như mọi người đã biết thì đây là một năm bùng nổ của Chunky Shoes. Chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy những đôi Chunky Shoes được xuất hiện qua các trang mạng xã hội như Balenciaga Triple S, Fila Disruptor, LV Archlight. Nên việc Kanye cho ra mắt đôi GZ 700 và GZ 500 cũng là điều dễ hiểu. Một chút nữa mình sẽ cho các bạn xem hình ảnh on fit của mình trên đôi giày này. Và bây giờ mình sẽ unbox cái áo mình vừa pick up được. Đây là một cái áo mình vừa pick up được trong vào thứ bảy tuần trước. Đây là cái áo của anh Ben của Lava Hàn Quốc. Đây là cái print duy nhất của cái áo. Cái áo này thì mình mua size M. Các bạn có thể thấy logo của Sam Nordis và logo của anh Ben. Về chất liệu thì mình thấy nó khá là ổn. Đây là một cái áo được sản xuất ở Canada nên mình nghĩ chi phí gia công sẽ khá là cao. Và bây giờ mình sẽ mặc thử cái áo và fit với đôi giày cho các bạn xem. Xin cảm ơn tất cả các bạn vì đã coi video này của mình. Đây là video đầu tiên của mình nên còn khá nhiều cái sót, mình mong các bạn có thể bỏ qua. Nếu các bạn thấy hay, hãy ấn like, share và subscribe kênh YouTube của mình và ấn vào cái chuông bên dưới để không bỏ lỡ video tiếp theo. Một lần nữa, mình là Nguyên.